Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2021, Phật giáo quận 10 đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ đình Ấn Quang, số 243 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Quang lâm chứng minh có trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh, Trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa Thượng Thích Như Tín, đồng thành viên Hội đồng chứng minh, Hòa Thượng Thích Minh Thông, Hòa Thượng Thích Huệ Văn, Hòa Thượng Thích Thiện Đức, đồng Phó ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tọa đoàn có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh thư ký ban trị sự Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng ban trị sự Phật giáo thành phố, Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó thư ký ban trị sự Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban trị sự Phật giáo quận 10, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo quận 10, Đại đức Thích Tâm Hoa, Phó ban kiêm Chánh thư ký ban trị sự Phật giáo quận 10. Tham dự đại hội có đại diện chính quyền các cấp thành phố và quận 10, ban trị sự Phật giáo các quận huyện, chức sắc tôn giáo bạn, tăng ni trụ trì các tự viện trong quận đồng tham dự. Đúng 8 giờ sáng, cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm ban chứng minh, chủ tọa đoàn quang lâm hội trường thực hiện nghi thức cầu Phật gia hộ, chào đạo kỳ và quốc kỳ. Thay mặt ban tổ chức đại hội, Thượng tọa Thích Nhật Thiện phát biểu khai mạc chào mừng chư tôn đức giáo phẩm, chính quyền các cấp và đại biểu về tham dự. Trong diễn văn khai mạc, Thượng tọa trưởng ban trị sự cho rằng, với tâm nguyện phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, lấy tinh thần lục hòa tăng lữ làm phương tiện hoằng dương chánh pháp trong sứ mệnh kế thừa đạo nghiệp, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10 nhiệm kỳ 9 đã đoàn kết để hoàn thành các công tác Phật sự và đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng. Thượng tọa Thích Nhật Thiện phát biểu, đại biểu Phật giáo quận 10 nhiệm kỳ 10 2021-2026 diễn ra nhằm đánh giá ưu và khuyết điểm của các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua, trên tinh thần dân chủ sẽ hoạch định triển khai công tác Phật sự nhiệm kỳ mới, qua đó chứng minh truyền thống đoàn kết hòa hợp của toàn thể tăng ni Phật giáo quận 10. Thay mặt ban thư ký, Thượng tọa Thích Tâm Hoa báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 9. Phật giáo quận 10 có những ngôi chùa tiêu biểu như Di Tam Quốc Tự, trụ sở của Giáo hội thành phố Hồ Chí Minh, Tổ đình Ấn Quang, Tổ đình Từ Nghiêm, chùa Giác Ngộ. Đây là thế mạnh để Phật giáo quận 10 dựa trên cơ sở đó thừa hành Phật sự, tổ chức 8 đạo tràng an cư kiết hạ hàng năm cho tăng ni an cư tại chỗ và tập trung. Toàn quận 10 hiện nay có tổng cộng 33 tự viện, trong đó có một tịnh thất. Tổng số tăng ni là 275 vị, tăng 145, ni 130. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của tăng ni các chùa trong quận, nhiệm kỳ qua, ban trị sự đã giúp đỡ hành chánh cho tăng ni, xác nhận cấp sổ hạ 210 sổ, đề nghị cấp chứng nhận tăng ni 180 hồ sơ, xác nhận phát nguyện xuất gia 31 hồ sơ, giới thiệu giới tử thọ giới 21 tỳ kheo, 37 tỳ kheo ni, 28 thức xoa, 25 sa di, 36 sa di ni. Tạo điều kiện hoằng pháp thuyết giảng, nâng cao lớp giáo lý, phát triển hệ thống gia đình Phật tử, mở các khóa tu cho thanh thiếu niên học Phật pháp tại các tự viện. Trong 5 năm qua, tăng ni Phật tử quận 10 đã thực hiện nhiều công tác từ thiện xã hội cũng như các mặt đóng góp khác với số tiền hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được cũng còn một vài Phật sự tồn động, những vấn đề nhạy cảm và bức xúc đôi lúc chưa được giải quyết về thực hiện các nghị quyết chủ trương của Trung ương Giáo hội và của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố chưa tốt, dẫn đến quan điểm chưa có sự nhận thức thống nhất và chưa được thông suốt ở một số ít thành viên ban trị sự và tự viện. Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 10 gồm 8 điều cũng được ban thư ký trình bày tại đại hội. Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, chư tôn đức thành viên ban trị sự Phật giáo quận 10 dưới sự lãnh đạo của Thượng tọa Thích Nhật Thiện tuyên bố mãn nhiệm. Tiếp đó, tiểu ban nhân sự trình danh sách tân ban trị sự nhiệm kỳ 10. Hòa Thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua. Theo đó, tân ban trị sự Phật giáo quận 10 khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 37 thành viên: Thượng tọa Thích Nhật Thiện tái nhiệm trưởng ban trị sự, Thượng tọa Thích Quảng Chơn phó trưởng ban thường trực, Đại đức Thích Tâm Hoa phó ban kiêm chánh thư ký, Sư cô Thích Nữ Thánh Tâm phó trưởng ban trị sự. Thay mặt tân ban trị sự Phật giáo quận 10, Thượng tọa Thích Nhật Thiện phát biểu nhân nhiệm vụ. Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng tán dương tinh thần phụng sự, tính đoàn kết của tăng ni Phật tử quận 10 trong nhiệm kỳ qua.
Hòa thượng tin tưởng Thượng tọa Thích Nhật Thiện tái nhiệm trưởng ban trị sự nhiệm kỳ 10 là một người lãnh đạo đảm đủ kinh nghiệm để dẫn dắt tăng ni Phật tử quận 10 tiếp tục kế thừa những thành quả của tiền nhân để lại, từ đó phát huy tiềm lực để phục vụ đất nước, dân tộc và giáo hội. Qua đây, Hòa thượng Phó Pháp Chủ cũng nhắc nhở tân ban trị sự hãy noi gương những bậc cao tăng ngày xưa quan tâm công tác giáo dục tăng ni, đào tạo thế hệ tăng tài, kế thừa cho tương lai. Để ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân vì sự phát triển của Phật giáo và quận 10, Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố đã trao tặng bằng tuyên dương công đức và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ủy ban nhân dân quận 10 cùng tặng bằng khen. Tại đại hội, tân ban trị sự kính tặng quà lưu niệm tri ân đến chư tôn đức không tái nhiệm trong khóa mới. Tiếp theo, ban tổ chức cử đoàn đại biểu Phật giáo quận 10 tham dự Đại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027. Ban thư ký trình dự thảo nghị quyết đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua. Cuối cùng là lời phát biểu cảm tạ của ban tổ chức.